Chào mọi người. Theo yêu cầu thì hôm nay mình làm một clip rất là ngắn giới thiệu về cái công cụ contour, tức là tạo cái đường viền. Trong quảng cáo thì ứng dụng vào cái việc cụ thể là ví dụ như là cắt đề can hai lớp, ví dụ như là cái chữ đỏ như này. Nhưng mà mình cắt đề can thì có cái đề can đỏ lồng lên một cái đề can trắng viền xung quanh này. Thì cái việc này rất dễ thôi, bằng cái công cụ con tum này. Sau khi đánh chữ xong, đấy, chữ vừa được đánh này, ấn vào cái nút contour này. Ở đây mình thấy là có tới 3 chức năng. Một là outside, tức là ra ngoài. Hai là vào trong. Ba là to center. Nhưng mà hai cái chức năng này thì thấy nó như nhau, chỉ có hai cái này là khác biệt thôi. Nó như nhau. Bây giờ mình cắt đề can thì mình thường hay dùng cái chức năng này. Đây là cái số nấc. Đây là ứng dụng cụ thể cho việc cắt đề can thì mình thường sử dụng là outside và một nấc. Đây là cái độ rộng của cái đường viền này. Đây mình đang để là 0.5. Tất nhiên tỷ lệ bản vẽ là 1 phần 10. Như vậy 1 mm này sẽ tương đương với 1 cm. Như này là mình đang để là nửa nửa phân. Đấy, hơi to, mình có thể để là 0.3. Nếu bé quá thì đến lúc dán đề can nó sẽ gặp khó khăn, bởi vì khi cắt bằng cái máy cắt đề can là nó không chính xác lắm. Để nhỏ nhất chắc là 0.3 thôi, tức là khi mình làm thật thì nó khoảng 3 mm. Ở đây bản vẽ là 1 phần 10. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Nhớ là trong quá trình làm thì mình phải phải đặt cái nét bút này lên thì nó để highlight đi, màu đen đi. Nên nếu mà để nằm thì không nhìn thấy gì. Đấy, không nhìn thấy gì. Ok. Và mình đã tạo được cái đường viền xung quanh này. Vấn đề là bây giờ làm sao mà chuyển sang cắt đề can. Thì mình break lại nhá, lại nhấp vào cái đường viền ngoài này, break contour, ấn vào đây, tách nó ra khỏi cái này, tách cái viền ngoài ra khỏi cái viền trong, đấy, lôi nó ra này, đấy, vậy là mình đã được được một cái chữ nữa mà nó to hơn, hình dung nó sẽ to hơn tí. Đấy, chuyển chuyển sang đây. Đấy. Vậy ta có một file này để cắt đề can màu đỏ, file này cắt đề can màu trắng. Mà sau đó về thì mình sẽ dán đè cái màu trắng màu đỏ này lên cái màu trắng trước. Đợi nó khô rồi mình mang đi dán vào biển, hoặc là dán vào, thường là mình hay dán vào kính hay có cái đường viền màu trắng này. À, công việc còn lại thì chắc là đơn giản rồi. Ok, xin chào các bạn. Bài này chỉ ngắn vậy thôi.